Chào các bạn, hôm nay mình dậy lúc 5 giờ sáng và mình sẽ review cho các bạn coi. Nhưng trên màn hình thì bây giờ đang là 5 giờ 14 phút. Thì dậy nãy giờ nằm nướng xíu được 15 phút, nên là giờ là 5 giờ 14 rồi. Và trời bây giờ thì đang rất là tối. Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Nên là giờ gần tháng 10 nên là nó sáng rất là trễ. 5 giờ sáng rồi mà chưa thấy được cái ánh sáng nào hết trơn, còn tối thui. Và bây giờ mình sẽ nhảy dây, vận động mạnh để cho nó ra mồ hôi trong vòng 20 phút. Và bây giờ đã là 5 giờ 40, mình mới vừa nhảy dây xong. Thì trời bây giờ cũng sáng được một tí xíu. Như các bạn đã thấy thì bầu trời đã sáng nhưng mà đèn vẫn còn bật, là do là nó vẫn còn hơi hơi tối. Nhưng mà nó vẫn sáng hơn hồi lúc nãy là tối thui luôn. Và cái không khí bây giờ á thì nó rất là sướng, nó rất là yên tĩnh. Và cảm giác các bạn rất là cô đơn. Mình mới nhảy dây xong và đổ mồ hôi rất là nhiều. Và bây giờ mình sẽ vô đi ngồi thiền để cho chữa lành vết thương và xoa dịu cơ bắp. Cái loại dây mình nhảy là cái loại dây này, và nó có cục tạ bên trong, nhảy rất là mỏi tay. Và bây giờ đã 6 giờ 20, mình đã đọc sách xong, vừa thiền xong và đọc sách xong. Và bây giờ trời đã sáng trưng và phía mặt trời mọc là đang ở phía sau lưng mình đây. Đây, ở trên nóc nhà, nhưng mà có lẽ là không thấy được mặt trời, giờ này chưa thấy được mặt trời. Nhưng mà nó cũng sáng hơn được một tí xíu. Và khí hậu bây giờ nó rất là yên tĩnh nè, nó rất là trong lành và nó rất là tập trung cho các bạn nếu các bạn muốn làm việc riêng của các bạn. Và ngay thời điểm này, tất nhiên bạn sẽ rất là cô đơn vì bạn đang lạc vào nhóm 5%.